không có đối thủ đúng không ạ? Chỉ có đối tác thôi. Hồi xưa các chị trước khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì Diễm có một cái gọi là cái nhiệt kế tài chính của mình nó không có cao. Cái nhiệt kế tài chính mình không cao, và thường thường khi mà mình chơi một cái trò chơi nào đó thì lúc nào mình cũng sợ là mình không có thắng. Lúc nào mình cũng sợ là mình chơi là mình sẽ không có thắng. Thành ra là một là mình sẽ không chơi. Hai á là mình chơi mà chơi theo kiểu mà sợ sợ thua. Là mình chỉ thủ thôi. Và đó là cái thói quen hồi xưa của mình á, hồi xưa của Diễm. Nhưng mà khi mà mình tham gia môi trường câu lạc bộ anh chị thì Diễm mới biết rằng là người giàu thì họ tham gia cái cuộc chơi tiền bạc để họ giành chiến thắng. Đúng không ạ? Và trong cái cuộc chơi tiền bạc này thì mình không có chiến đấu hay là thắng thua với ai cả. Nguồn lực của vũ trụ là vô hạn. Đúng không ạ? Cái chiến thắng ở đây có nghĩa là mình chiến thắng, đặt ra những mục tiêu và mình đạt được những mục tiêu của mình. Thì gọi là chiến thắng thôi. Chứ không có việc là mình có nhiều hơn thì người khác sẽ có ít đi thôi nha các anh chị. Nguồn lực của vũ trụ là vô hạn. Mà việc của mình đó là làm sao để mà mình có thể làm đúng theo những cái quy luật cân bằng thôi. Những gì mình nhận được bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với giá trị mình cho đi cộng đồng. Còn hồi xưa là mình cứ nghĩ rằng là khi mà mình có tiền thì ai đó sẽ ít tiền đi. Có nghĩa là mình nghĩ rằng là ở trong cái vũ trụ cái gì nguồn lực nó bị giới hạn. Nó bị giới hạn nên là thành ra là chắc là mình phải tranh đấu với một ai đó. Là mình phải chiến đấu, mình phải cạnh tranh với một ai đó. Thì mình mới có được tiền. Đó là suy nghĩ không có đúng đắn của mình hồi xưa cái gì. Nhưng mà khi vào câu lạc bộ thì Diễm biết rằng là không có đối thủ đúng không ạ? Chỉ có đối tác thôi. Ê, chị nhớ câu này. Không có đối thủ ấy chị. Chỉ có đối tác thôi. Kể cả là những cái con người đó họ đang làm trong cái ngành nghề của mình luôn. Trong cái ngành nghề của mình luôn. Đúng không ạ? Việt Nam và thế giới tới vài tỷ dân rồi cái gì. Mình không thể nào mà mình gọi là một cái bánh rất là lớn đúng không? Không thể nào mình ăn hết cái bánh đó được đâu. Nên là thành ra là có những cái người họ cũng làm chung ngành nghề của mình đúng không ạ? Thì mình cái bánh đó mình chia ra thôi. Và nó rất là lớn, không thể nào mà mình sợ rằng là người ta sẽ chiếm hết thị phần này kia của mình. Không? Rồi cái mình xem họ là đối thủ. Mà các anh chị biết đó, khi mà xem là đối thủ thì sao ạ? Hai bên mà cùng xem là đối thủ thì cái gọi là mình sẽ rất là tốn nhiều cái thời gian, công sức, tiền bạc, nguồn lực, mà tất nhiên là sẽ chơi không có lại rồi. Nếu mà tối ngày là chỉ để chiến đấu này kia kia nọ thôi thì nó rất là hao tổn nguồn lực của mình. Thay vì như vậy thì mình xem tất cả mọi người đúng không ạ, đều là đối tác hết. Là vui vẻ hạnh phúc đúng không ạ? Vui vẻ hạnh phúc ai làm việc ai thôi. Đấy, cái và đây là cái suy nghĩ nó sẽ giúp cho mình vui vẻ hạnh phúc, và nếu mà cái chuyện kinh doanh thì nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều cái gì. Nên là người những cái người chưa giàu như Diễm hồi xưa vậy thì mình thiên về phòng vệ hơn thay vì mình tấn công. Và cái chị để ý là nếu mà mình trong một cái cuộc đá banh, nếu mà một đội thì chỉ phòng vệ thôi mà không có tấn công thì chắc chắn là không có chiến thắng được đúng không ạ? Vậy thì một cái bí mật ở đây này, Diễm mới phát hiện ra một cái bí mật này và nó giúp cho Diễm thay đổi cuộc sống luôn. Đó là lúc đó mình cũng làm việc chăm chỉ đó. Lúc mà mới tham gia câu lạc bộ mà thu nhập của mình hàng tháng nó chỉ đủ chi tiêu ăn uống, với lại nó chỉ đủ chia cho mình chi trả những cái hóa đơn thôi. Và mỗi mỗi tháng khi mà mình đặt ra mục tiêu á, Diễm chỉ tập trung vào cái việc đó là giờ làm sao đó mình có đủ những khoản tiền mình trả các hóa đơn, mình trả nợ, mình có tiền ăn uống các thứ. Và hàng tháng chỉ tập trung vào cái đó thôi, làm sao để có tiền trả nợ các thứ thôi. Và khi mình tập trung cái gì thì cái đó mở rộng mà.
Và đúng là hàng tháng mình chỉ kiếm đúng khoản tiền đó thôi. Mặc dù là mình cũng làm việc rồi mình cũng chăm chỉ rồi này kia kia nọ, nhưng mà mình cũng chỉ đúng cái khoản đó thôi. Lúc đó gì mình cũng suy nghĩ là ủa sao tao kỳ quá nhỉ, chẳng lẽ giờ suốt cuộc đời mình cứ tháng nào cũng nghĩ tới việc cơm áo gạo tiền đúng không? Cũng phải nghĩ tới cái việc đó là làm sao để có tiền để thanh toán các hóa đơn, để trả tiền nhà, tiền ăn, tiền uống sao ta. Lúc đó Diễm mới hỏi doanh nhân Trịnh Huy đó, là làm sao để mà mình có thể không phải suy nghĩ về những cái điều đó nữa, không suy nghĩ về cơm áo gạo tiền này kia kia nọ nữa. Thì lúc đó là doanh nhân Trịnh Huy mới hướng dẫn cho Diễm là có một quy luật vũ trụ là việc tập trung. Khi mà Diễm tập trung vào cái gì thì cái đó nó mở rộng. Nên nếu mà tối ngày Diễm cứ tập trung vào cái việc cứ trả nợ, tập trung vào cái việc là chỉ có đủ những khoản tiền để chi tiêu ăn uống các thứ, thì Diễm chỉ thu hút được đúng cái khoản tiền đó. Mà khi mình tập trung vào nợ thì cái đó nó lại mở rộng. Nên là đừng có tập trung vào những thứ đó nữa, mà hãy tập trung vào mục tiêu tài chính. Khi mà Diễm đạt được mục tiêu tài chính rồi á, thì mình chỉ cần những cái khoản tiền mà ăn uống chi tiêu hóa đơn các thứ thì nó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi trong cái mục tiêu tài chính mà Diễm đạt được. Thế là khi mà Diễm nghe được cái điều này, mình mới hiểu mà hiểu bắt đầu Diễm mới thay đổi sự tập trung cái gì. Thay vì cứ ngày nào tháng nào cũng tập trung vào cái việc trả nợ, ăn uống, hóa đơn, tiền nhà, tiền cửa các thứ, thì bây giờ mình dồn cái sự tập trung của mình cho cái việc mục tiêu 30 ngày của mình đặt ra, mục tiêu tài chính của mình. Và khi mà Diễm thay đổi sự tập trung như vậy anh chị, thì đúng là từ cái thời điểm mà mình thay đổi sự tập trung như đến nay, thì Diễm còn không còn phải nghĩ gì về hàng tháng tiền ăn uống như thế nào, tiền hóa đơn ra làm sao là mọi thứ không còn phải suy nghĩ tới nữa. Tại vì bây giờ là những cái khoản đó mình chỉ trích một cái phần rất là nhỏ trong cái thu nhập của mình để mà mình chi tiêu những khoản đó. Nên là có một số các anh chị hay hỏi Diễm là em ơi giờ sao để có tiền trả nợ, thì Diễm nói với lại các anh chị rằng nếu mà mình cứ tập trung vào những cái khoản đó thì những khoản đó nó lại càng mở rộng ra hơn thôi. Trong một cái thời điểm thì mình chỉ có thể tập trung vào một thứ, thay vì mình chỉ tập trung vào cái việc đó là chi trả cái hóa đơn này kia đúng không ạ, thì hãy tập trung vào mục tiêu. Khi mà đạt mục tiêu rồi thì trích một phần nhỏ cho những cái khoản trong cuộc sống của mình, hai cái chị ha. Và nhờ được cái chìa khóa này mà bắt đầu là Diễm thay đổi cuộc sống luôn đó các chị. Vậy thì cái bài học mà Diễm đã học được ở đây là những cái người thành công, những cái người giàu, những người giàu thật sự, họ có một cái nhiệt kế tài chính và cái mà họ tập trung đó nha. Không phải là chỉ là có những khoản tiền để mà trả nợ, đi trả các hóa đơn, mà những cái người thành công và giàu có, họ ra quyết định là họ có một cái cuộc sống thịnh vượng, nó dư dả, nó đủ đầy. Và đó là cái mà họ tập trung, đó là cái mà họ quyết định. Còn những cái người trung lưu á, thì họ chỉ quyết định là sao ạ? Đó là họ mong họ có một cuộc sống thoải mái thôi. Có một cuộc sống thoải mái đó, đó là trung lưu. Sống thoải mái và sống giàu có nó khác nhau.